Chúc tất cả các bạn và quý khách hàng một năm mới thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả nha. Hi, xin chào các bạn và quý khách hàng quay trở lại với kênh YouTube của mình, Lâm Hoàng Mercedes Phú Mỹ Hưng. Ở video ngày hôm nay thì lời đầu tiên Hoàng xin phép chúc tất cả các bạn và quý khách hàng một năm mới thật nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả nha. Và một năm thật là an khang thịnh vượng. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ lược về một số dòng xe mới về showroom của mình. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu một dòng xe Mercedes-Benz nào đó thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Đây là chiếc E300 đỏ, nội thất đen, cực kỳ là hiếm tại thời điểm hiện tại luôn nha các bạn. Xe này thì mình đang có sẵn giao ngay một chiếc duy nhất đỏ đen. Xe này mới về luôn, nội thất đen, trang bị cửa hết, đầy đủ hết. Bản E300 thì nó full nóc xanh cho mình hết rồi. E300 đỏ đen có mức giá là 2.950.000. Ở phía sau kia là chiếc E200 màu trắng, trắng nội thất đen luôn. Chiếc này thì có mức giá là 2.300.000. Nếu như quý khách hàng lấy trong tháng này thì sẽ được lì xì ngay một cái voucher mua đồ của Mercedes-Benz trị giá là 20.000 đồng. GLB 200 nha các bạn, GLB 200 có mức giá là 1.999.000. Xe này thì xe nhập khẩu, nhập khẩu từ Mexico. Nội thất này là màu Navarre, màu đen nó pha thành cái màu trắng nữa nè. Màu xanh Galaxy này cực kỳ đẹp đó. Lạ. Đặc biệt là có rất là nhiều dòng GLC mới về bên mình. GLC bản V1. À, đây có một chiếc GLB 200 nữa các bạn, màu đen, nội thất màu đỏ đen. Đây là chiếc GLC 300 phiên bản mới nè các bạn. Ở ngoài thì các bạn sẽ thấy nó y chang thôi, nó không khác gì các bạn hiện tại hết. Một số cái nó sẽ khác, ví dụ như là hệ thống treo là hệ thống treo thể thao. Rồi trong xe. À, sorry các bạn nha, cái bản này là bản hiện tại. Đây, mình sẽ quay sơ lược. Bản này thì có mức giá là 2.499.000. Đây, mình quay qua các bạn mới. Đây, cái bản mới nằm bên cạnh nè. Bản sau này thì nó sẽ có thêm cho mình một cái lựa chọn. Trước đây khách hàng hay hỏi mình, mấy anh chị hỏi mình là nội thất màu nâu, thì bây giờ trên dòng mới này bản V1 lại có nội thất màu nâu cho mình rồi, rất là đẹp ha. Đó, vô lăng nè, vô lăng AMG, vô lăng thể thao, vắt ngang ở phía dưới. Ở trong thì nó chủ yếu là khác về cái nó thêm cho mình màu nâu này. Rồi tính năng đá cốp, cái kính cách âm và cách nhiệt này thì bản mới này sẽ không trang bị nha các bạn, nó sẽ khác. Rồi hệ thống treo của nó là hệ thống treo thể thao, còn như cái bản bên này nè thì trước đây nó là Dynamic Body Control, nó có thể thay đổi được độ cứng mềm theo cái chế độ lái. Còn ở cái bản V1 này thì hiện tại là nó sẽ không thay đổi được cái đó nha các bạn. Đó, mình chia sẻ thực tế luôn. Và bản này thì nó sẽ có thêm cho mình là cái đá cốp đó. Và tính năng hỗ trợ đổ xe tự động sẽ được mở lại trên cái bản mới V1 này. Bản này thì có mức giá là 2.530.000. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy liên hệ ngay với mình nha. Đây là trước camera của mình là bản màu trắng, bản V1 mới đó. Hiện tại thì bên mình bản hiện tại và bản V1 đều có xe giao ngay. Và số lượng xe thì càng ngày nó càng hạn chế nha các bạn. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu sở hữu cho mình một dòng GLC 300 AMG thì hãy liên hệ ngay với mình để mình có thể book xe lái thử. Đó, lái thử rồi hỗ trợ cho các bạn chương trình tốt nhất để nhận xe. Sắp tới đi lễ, vừa hết Tết rồi chuẩn bị đi lễ cho các bạn, lễ tình yêu 14 tháng 2 chở bạn gái đi chơi, hoặc là 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi đi du lịch cùng với gia đình. Xe bản này là bản hiện tại. GLC hiện tại là nếu như mà các bạn một cái khách hàng có nhu cầu tham khảo, nó sẽ có hai bản nha. Bản hiện tại là giống như cái xe mới nãy mình quay á. Rồi cái bản nâng cấp thì gọi là V1.
ngoại hình thì nó không có gì khác nhau hết, chỉ có cái bản GLC 200 Formatic thì nó khác cái mâm. Ở ngoài nhìn lướt qua thì sẽ khác cái mâm. Đây là chiếc màu xanh đen nè. Màu xanh đen, mua xe này một được hai, mà ngày đi màu xanh, bằng đêm đi màu đen. Đó, xe này nội thất màu nâu luôn. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một dòng xe Mercedes-Benz cực kỳ là hiện đại, sang trọng và nhận ngay lọc lì xì đầu năm, trị giá là khoảng 20 triệu thì hãy liên hệ ngay với mình nha. À đây, trước khi kết thúc video thì chiếc GLC 200 Formatic này các bạn. Đó. Mâm nó sẽ khác nha các bạn. Đây, mình xin kết thúc video đây nha. Năm mới chúc cho tất cả các bạn và quý khách hàng một năm mới thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.